Nào, anh hãy nhìn về phía trước. Ôi, sao em căn chuẩn thế? Anh bị chảy xước rất nhiều khi lái xe. Nó không phải quá khó, em sẽ chỉ cho anh vài mẹo, sẽ không còn va quẹt khi lái xe. Đầu tiên, khi muốn tấp xe vào lề, quan sát điểm giữa đầu xe, tiến vào từ từ. Khi điểm giữa trùng với lề đường, trả vô lăng lại. Lúc này xe cách lề đường khoảng 30cm. Thứ hai, cân khoảng cách với xe phía trước. Khi không thấy mép dưới cản sau của xe phía trước, ta đạp phanh. Lúc này, xe mình cách xe phía trước khoảng 1m. Thứ ba, khi dừng xe ở trước lề đường, quan sát gương chiếu hậu. Khi cạnh dưới gương chiếu hậu trùng với mép dưới của lề đường, lập tức đạp phanh. Lúc này khoảng cách khoảng 30cm. Thứ tư, khi đi qua nơi đường hẹp, hãy quan sát bên trái vô lăng. Khi nó thẳng với mép trong của chướng ngại vật, là an toàn để xe có thể đi qua. Cuối cùng khi lái xe ra khỏi nơi đỗ, khi vai qua xe bên cạnh, ta bắt đầu đánh lái, xe có thể đi ra an toàn. Các tình huống trên rất thực tế, hãy lưu video lại để sử dụng khi cần nhé.